cả đấy chứ, nhưng mà thấy trong thấy đây không ai trồng cả đấy chứ. Mình có cách làm của mình thì nó anh làm gì đây anh? Thấy người ta bảo làm đỡ thối rỉ anh. Không có đâu. Thối là nó thối rồi. Đất ở đây mình mưa nhiều nó có ngập không anh? Nó có, ấy là nó thoát nước nhanh không? Dạ thoát nước nhanh anh. Chỉ nói chung là mưa một ví dụ từ giờ mưa đến đêm 12 giờ đêm là sáng mai nước lại không đọng này đâu, không có đọng luôn. Dạ không đọng ha. Không đọng. Dạ. Anh moi hết cái cổ rễ ra vậy luôn hả hay là mới? Không không, đây là gì mới moi gái thế thôi. Dạ, nó không ăn thua đâu anh. Dạ. Quan trọng là mình có cách phòng của nó ở dưới chứ còn ví dụ như anh moi được cái cổ rễ nhưng mà phần dưới nó bị ẩm. Nó ẩm nhiều quá thì nó không bị. Cái này chắc anh trồng hơi sâu. Dạ em trồng sâu anh ạ, trồng sâu quá. Trồng sâu. Dạ. Anh trồng sâu nó dễ bị gốc của nó bị nấm xâm nhập rồi này, loét hết ra rồi này, loét hết ra này. Cái phần này là phần ngay cái mắt ghép này anh này. Nó khi mà bắt đầu cái đất của mình nó thoát nước chậm, với lại là mình trồng cũng hơi sâu đó anh. Trồng sâu ấy. Nên là cái nấm nó xâm nhập vô rồi này. Như cái gốc này là nấm xâm nhập vô chắc chắn luôn. Dạ, đây nè anh này, xâm nhập chắc chắn vô đây luôn nè. Hồi đó mà ví dụ như anh trồng cạn thôi, anh lại cho nó lên một cái mô. Ví dụ như cái đất ở ngoài đây, đất nó lên thành cái mô, rồi anh trồng nó trên cái mô cũng được. Sau này nó đâm xuống ngoài đây nước nó tự nó chảy theo cái hình gốc nó chảy ra ngoài, trong cái phần cổ rễ này nó không bị ẩm úng nước nhiều, nấm nó không xâm nhập vô đây được đó, làm cái hình giống như cái hình gốc nón vậy đó, vuông đất từ ngoài đây vuông vô vuông to ra nhà trồng vô không ảnh hưởng gì hết. Sau này cái cây chanh dây á, người ta nói là trồng kiểu như vậy là rễ nó bò không được, nhưng mà thật ra rễ nó tự nó cắm xuống hết. Ví dụ nó bò ngang mà nó hết nó không có đất nữa thì nó tự nó cắm xuống. Rễ nó rất là hay, nó cắm xuống lúc nào nó cũng hướng xuống đất hết, không bao giờ lên trên đâu. Mà nó có lên trên một vài cái rễ cũng không ảnh hưởng gì hết. Tại vì cây chanh dây này mình làm thì bón phân gốc ít thôi, chủ yếu là phun trên lá này. Phun trên lá. Phun lá, dạ. Khi bắt đầu nó có trái thì phun trên lá nó ăn kịp thời đó. Chứ còn từ gốc lên là nó sẽ nuôi những cái lá này trước nè, nuôi những cái cành nhỏ này trước nè, xong rồi sau đó nó mới nuôi được cái trái. Thì nó lâu, hiểu không? Dạ. Nên trồng cái cây chanh dây người ta khuyến khích là bón phân dưới gốc rất ít thôi đó. Khoảng một tháng rưỡi bón cho nó một ít NPK cộng thêm một ít kali nữa để cho nó giữ trái. Rồi sau đó thì bón trên lá, chủ yếu là bón đêm thì đã bón bao nhiêu thì mình sẽ bón NPK chứ chưa bón cái gì cả. Dạ, cái thời điểm này thì nó chưa ra trái, nên là nếu mà bón NPK được thì cũng tốt, nhưng mà bón quá nhiều thì khoảng 3 đến 4 tháng thôi là tức là cái tình trạng rễ như này nó có thể nó bị ngộ độc. Rồi ở đây là đất nó bị chua, bỏ phân hóa học nhiều thì chắc chắn nó sẽ chua đất. Đó, nó giảm độ pH xuống làm chua đất thì cái rễ dưới này nó không hút được nữa. Rễ này nó không hút được nữa. Khi đó bón vô là phiền, càng bón chừng nào thì ngộ độc chừng đó. Đây là cái cây chanh dây, tại sao là cái thời điểm 7 8 tháng có nhiều người họ nói là bắt đầu vô vụ chính rồi đó, vô kinh doanh rồi đó, nó bị rụng rất là nhiều. Tại vì cái dinh dưỡng dưới này đáp ứng không đủ, buộc nó phải rụng. Đó. Nên là mình phải phun trên, bón dưới ít thôi. Dưới ít thôi. Tại vì nếu mà bón dưới nhiều nó nuôi những cái lá này hết. Nuôi những cái lá này rồi ít bữa nữa có những cái nó có những cành tược ở đây này. Ví dụ anh qua bên cây này có những cành tược nhỏ bên đây này. Là nó nuôi những cành tược hết trước hết. Ví dụ những gốc mà lên là thế nào nó cũng sẽ nuôi mấy cành này trước ở đây. Đó, xong rồi bắt đầu mấy cái cành ngoài đây mà sau này mình ăn chủ yếu mấy cái cành ngoài này, chứ không mấy cái cành này nó cỗi rồi nó đâu ra hoa đâu. Đúng rồi. Đó. Chủ yếu là phun bóng lá trên gì. Cái cây của mình nó cũng chưa đủ trung vi lượng. Em không biết phun gì đâu anh. Dạ, trồng là cứ trồng lên vậy thôi chứ còn cái lá của nó rất là mỏng. Dạ, dạ thấy em đi thấy lá người ta cứ xanh mà để dạ. Xanh là cứ xanh như thế này này, như này mình nó cũng không mọc. Đọt dạ. Như này là không mọc. Không mọc đọt chanh dây mà như này là không mọc. Còn cái nó mọc rất mọc như cái đoạn này. Dạ, cái đầu đọt nó phải nó mập như vậy này. Người ta là ấy phải đi mới đúng là cái cây chanh dây nó khỏe. Đó, sau này thời kỳ kinh doanh nó mới cho trái nhiều được. Chứ còn như vậy là thời kỳ kinh doanh là rất là dễ rụng. Bọn em trồng bữa trồng mà nguyên một tháng mà lên cây lên tới này mà không bón một tí phân được luôn. Dạ. Không có thua gì cả, để cái tí nước thôi. Dạ, cái đất này cũng tốt. Không biết đây cái mùa mưa này đó anh nè. Dạ. Nếu như mà chanh dây mà ấy thì mình chỉ cần phát cỏ trên thôi. Còn trong bồn làm sơ để bỏ phân thôi. Còn ví dụ như ở ngoài để bớt cỏ thì sao? Cái rễ cỏ nó đâm sâu xuống, nó tạo cái độ thông thoáng, nước nó xuống theo. À, nước nó theo cái bộ rễ cỏ nó xuống dưới. Nó chứ cũng đất này cũng không cần phải làm cỏ gì quá sạch. Cái đất này xét nhiều chứ anh. Xét nhiều rồi. Xét nhiều hơn. Xét nhiều lắm không anh? Mưa một tí thôi đi là chỉ cần giống như một em tưới nước thì tưới bé á, tưới 15 phút thôi đi là trên mặt đất là đi muốn ngã luôn. Dạ yeah, đúng rồi, đất nó rất mà khi mà nắng là nắng khô, nó khô reo nứt luôn, nó nứt đất ra luôn. Cái nhưng mà dưới nó lại ẩm anh ạ. Dạ, ở dưới có ẩm, ở trên thì lại nứt. Trên mặt cứ mặt là nứt. Dạ.
đất này tốt. Mà nó lên thế này, nó nứt rồi nhưng mà dưới nó ẩm. Dạ, cái đất sét này nó tốt lắm anh. Nhưng mà phải bón phân cân đối cho nó một chút, tại vì mình cũng canh tác lâu rồi. Trước này cái đất này trồng gì anh? Chỉ có trồng hồi trước trồng cà, trồng cà đâu, trồng bắp, trồng màu ấy. Cà phê này mới trồng lại đó hả? Cà phê trồng 2 năm rồi mới thế anh ạ. Đất này chắc nó không thơm. Ý là không chăm được anh, không phải không chăm. Không chăm được. Trồng lên vậy không biết được. Nhà mình cà phê với chanh dây thôi anh, còn trồng cây trồng nào khác nữa không? Dạ, không ấy, được cà phê là ông bà ngoại trồng để cho anh em trồng cái này thôi chứ còn ông bà ngoại trồng không chăm luôn. Đất là đất của ông bà ngoại hả? Dạ. Cái cây chanh dây này lâu nay có phun côn trùng kích thích hay là cái gì đó? Chưa phun cái gì. Phun một cái gì hết hả? Dạ. Cái cây chanh dây á là nó đặc biệt gợi cảm với côn trùng kích thích. Đây nè. Ví dụ như trời mưa ấm này nó sinh ra nè. Dạ, giờ thấy đến quả con nó này, chích, nó chích, nó con cắn này là cũng con dòng của ong ra đây đó, rất là lớn đó, nó chích từ quả rồi, cái nó chích quả không, nó hư cái quả không không nói, mà ví dụ như có cái vườn ở xa kia kìa, nó chích từ cái vườn đó, bắt đầu nó di chuyển qua cái vườn này, bên vườn nó hết thức ăn chẳng hạn, di chuyển qua cái vườn này là nó lây bệnh.